Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với những xu thế thời tiết chung trên cả nước. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối qua, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ gần sáng nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính. Riêng khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết trong đới gió Tây trên cao. Khoảng chiều tối và đêm ngày mùng 3, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường mạnh vào ngày mùng 5. Khoảng ngày mùng 9 và mùng 10, các khu vực trên có khả năng lạnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. <laughs> ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau Ngày hôm qua, người dân các tỉnh miền Bắc ra đường bất ngờ bởi màn sương dày đặc khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Vùng đồng bằng chỉ đứng cách xa khoảng 10 mét đã không rõ người. Miền núi cự ly này chỉ ở mức 3 đến 5 mét. Các chung cư cao tầng ở Hà Nội bị sương mù răng kín. Trên nhiều tuyến đường thủ đô, phương tiện buộc phải di chuyển chậm. Nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra. Sự ấm lên của không khí cộng với độ ẩm trên cao đã gây ra hiện tượng nồm, tường nền nhà bắt đầu đổ mồ hôi gây trơn trượt. Tuy nhiên sang đến ngày hôm nay, do không khí khí lạnh tràn về khiến trời mưa rông, nhiệt độ giảm từ 3 cho đến 5 độ, trời rét về đêm và sáng. Ngày hôm nay toàn miền Bắc lại tiếp tục bao trùm trong khối khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ giảm mạnh cộng với trời nhiều mây và rét kéo dài cả ngày. Tại thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng, quá trình biến nhiệt trong cả ngày hầu như không thay đổi và dao động quanh mức 20 độ. Đến đêm thì nền nhiệt độ giảm thêm 1 đến 2 độ và duy trì ở ngưỡng 18 độ, độ ẩm trong không khí khoảng 90%. Hôm nay khu vực thành phố Hải Phòng trời nhiều mây và tiếp tục có mưa, xuất hiện nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 19 cho đến 21 độ, độ ẩm khoảng 90 đến 95%. Với mức nhiệt như hiện nay sẽ là một ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và sinh hoạt vì chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm gần như là không đáng kể, cảm giác rét lạnh kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, ảnh hưởng không tốt cho hệ hô hấp và sức đề kháng. Dự báo tình trạng rét sẽ còn duy trì đến cả tuần sau vì vào ngày mùng 3 và mùng 5 tháng 12 lại có những đợt không khí lạnh tràn xuống do vậy các hoạt động sinh hoạt ngày nghỉ cuối tuần của người dân không được thuận lợi Trong khi đó tại khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ do chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên tiết trời khá ổn định, trời nắng và không mưa. Đây là tín hiệu đáng mừng cho giao thông tại khu vực nhưng với cuộc sống và sinh hoạt của người dân lại bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất. Năm nay mưa tại khu vực được xem là ít, đất đai không được bồi đắp phù sa, sâu bệnh, chuột sinh sôi hoành hành, mùa màng thất thu. Tại khu vực nội thành thành phố Đà Nẵng, thời tiết hầu như không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 cho đến 31 độ, độ ẩm trong khoảng 60 đến 65%. Trái ngược với tình hình thời tiết mưa rét ở các tỉnh miền Bắc, tại khu vực Nam Bộ trong những ngày qua trời khá khô hanh, ban ngày ít mưa, nắng xuất hiện nhiều. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ vẫn cứ duy trì ở mức 23 cho đến 25 độ, thậm chí có những ngày đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất có những ngày lên đến 34 đến gần 35 độ. Ngày hôm nay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều nắng, giữa trưa nhiệt độ lên mức 33 độ về đêm nhiệt độ khoảng 23 độ, độ ẩm trong không khí là 50%. Phải bước sang tháng 12, khi nền nhiệt độ ở phía Bắc lạnh hẳn, không khí lạnh ảnh hưởng sâu xuống phía Nam, thì nhiệt độ ở Nam Bộ mới giảm. Dự báo mùa lạnh năm nay ở Nam Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh không mạnh lắm cùng chung với kiểu thời tiết tạnh giáo ít mưa tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ trời nắng với nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Xu hướng trong một vài ngày tới, thời tiết khu vực ổn định, trời hầu như không mưa và dần khô hanh hơn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.